Rồi rồi ba đây rồi. Không hứa thì thôi, mà lỡ hứa dẫn hai chị em nhà Su đi cắm trại là chị ta nhắc mãi. Nhân tiện đợt này phải sử dụng luôn cái lều ba mới mua cho Su xem nó xịn sò cỡ nào mới được. À mà quên, còn phải chuẩn bị đồ ăn nữa chứ. Su ơi, con thích ăn gì? Mẹ ơi, làm thi áp chả bông đi manh theo đi mẹ. Su thích. Yes. Ok con gái. Không biết cả nhà mình đã ăn thịt áp chảo Bonnie bao giờ chưa? Chứ chị em Su sau lần đầu tiên nếm thử là đã quên lối về luôn ấy. Món này mà ăn chung với cơm nóng nữa là đúng bài. Mọi người xem nè, nhìn cái hộp thịt đầy ủ, chỉ cần lắc nhẹ úp ngược là lấy được thịt ra dễ dàng mà không có tí nước nào luôn á. Theo như Trang được biết thì thịt áp chảo Bonnie được bảo quản tự nhiên từ chiếc xích cần tay. Nên các mom nhà mình cứ yên tâm chế biến các món ngon cho gia đình, vừa đơn giản thơm ngon còn đảm bảo dinh dưỡng nữa đó. Sau khi cắt thành từng miếng vừa ăn thì mình mang đi áp chảo. Vì thịt áp chảo Bonnie được làm từ nạc vân hoa, là từng lớp nạc xen kẽ với các vân mỡ, giòn bên ngoài mềm mỏng bên trong, nên khi chế biến mình không cần dùng nhiều dầu đâu nha. Mình áp chảo 2 đến 3 phút cho đến khi vàng đều hai mặt xém cạnh, như vậy là ok rồi nè. Ngoài ra cả nhà cũng có thể chế biến món này bằng nồi chiên không dầu, mình chiên ở 180 độ trong vòng 7 phút cũng được nha. Giờ thì bỏ thịt vào hộp, mang theo tí cơm nóng đi cùng nữa là xong bữa ăn ngon lành cho cả nhà đi picnic rồi đó. Loay hoay nãy giờ không biết cha con Su làm gì trên phòng chuẩn bị đồ đạc xong chưa nữa. Su ơi, mẹ chuẩn bị đồ ăn xong rồi nè, xuất phát thôi. Ai chà, không ngờ cái liều của ba Dũng xịn sò quá ha. Lâu lâu cả nhà có dịp cùng nhau đi cắm trại, vừa giúp chị em Su hoạt động vui chơi lành mạnh, lại còn kết nối thêm tình cảm gia đình nữa chứ. Con đói bụng quá mẹ ơi. Há miệng mẹ đút cho Su nè. Thịt áp chảo Bonnie á là phải cuộn cơm nóng như thế này mới đúng mà. Ôi trời ơi, có chị Su Ti nhà mình kìa, há cái miệng bự ghê chưa. Nhìn cái nếp ăn của chị em Su thế này thì ai mà chịu cho nổi đây Su. Đúng là thịt áp chảo Bonnie phá đảo cơm nóng, ngon nhất đất luôn. Tưởng đâu có mình chị em nhà Su mê thôi chứ, ai ngờ ba Dũng nhà mình cũng đâu có kém. Mẹ làm số 1, nấu món gì cũng ngon hết á. Ba khen thừa quá ba ơi. Tôi mơ được ăn cho thích được ăn.